Sáng ngày 12 tháng 4, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã của Bộ Công an Trung Quốc. Trước đó vào ngày 25 tháng 3, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với Phòng An ninh Đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Hình sự theo dõi cập nhật thông tin của đối tượng nghi vấn thuộc diện truy nã của Bộ Công an Trung Quốc đang có mặt trên địa bàn. Sau khi xác định đối tượng có mặt tại địa điểm lưu trú, Công an quận Ngũ Hành Sơn chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên đường Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện đối tượng Hoàng Ping Phong, 46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đang lưu trú tại đây. Qua kiểm tra đối chiếu thông tin trùng khớp với thông tin truy nã phía Bộ Công an Trung Quốc cung cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện quy trình bắt giữ đối tượng bị truy nã theo quy định và đã làm thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc.